Anh sao bạn Hiền, khỏe hẳn chưa? Anh Bảy muốn gặp mày á. Tao nói với mày rồi, tao không dấn thân vào giang hồ nữa. Mày đừng tới đây tìm tao, hãy để cho tôi yên, kể cả mày. Đừng lôi kéo tao nữa. Mày quên là mày đang nợ anh Bảy một mạng. Không đúng sao? Không, tôi không đột nhập vào nhà ai hết. Đừng nói chi là thuốc biên giới. Nè, làm gì mà mày nóng như vậy? Tao chưa nói hết mà. Công việc này mày quá quen rồi mà. Mày làm là tốt nhất. Thật ra tao đang rất cần mày. Ông quên chuyện đó đi. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn dính vào những ví dụ làm ăn của ông nữa. Mày nghĩ sao vậy? Mày không muốn dính vào, nhưng từ lâu mày đã dính vô mấy cái chuyện này rồi. Những chuyện lúc trước, nếu công an moi ra, đơn giản mày cũng ngồi tù vậy. Mày nên nhớ, mày còn nợ tao một mạng đó Sơn. Chắc chắn lần này mày phải làm cho tao. Bậy đá à? Ông đừng làm khó tôi nữa. Ông không thiếu những thằng đàn em giỏi, tại sao bắt buộc cho tôi đi? Mày đừng có nói nữa. Nếu như mày làm, mày sẽ có 500 chai. Mày có tiền lo cho gia đình của mày, và mày giải nghệ ngon lành, và có số vốn làm ăn ok. Tôi không muốn bán mạng tôi nữa. Tôi đã có một gia đình, tôi không bán gia đình của tôi. Anh Bảy à, tôi muốn yên ổn và một cuộc sống bình thường. Anh làm ơn đi, anh làm ơn cho tôi xin đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Mày nói bán mạng khó nghe quá. Đơn giản quá mà, mày chỉ cần giúp tao đột nhập vô nhà thằng Liên Khẹt thôi. Mọi chuyện khác tao lo, ok? Tôi đã nói rồi là tôi không làm. Mà Liên Khẹt là ai? Tại sao bắt tôi đột nhập vào nhà nó? Tại sao là tôi chứ hả? Ok, tao sẽ nói cho mày biết luôn. Đơn giản tao bị cướp hàng. Thằng nào dám cướp hàng của bãi đá chứ? Thằng chó Liên Khẹt, nó là mafia ở biên giới. Nhất định tao phải lấy lại hàng của tao. Hàng gì? Đơn giản đá quý thôi, gần 100 tỷ. Nếu như tao dùng chủ lực, tao sẽ đụng tới công an, liên lụy rất nhiều anh em. Còn mày, mày đột nhập vô bằng cách bẻ khóa, che lắp hàng rào điện tử an ninh, đâu có gì đâu là ồn ào. Mà anh em cũng không cần phải bắn giết nhau. Nếu như lần này thành công, mày muốn cái gì tao cũng sẽ đáp ứng. Nó cướp hàng của tao, mày hiểu chưa? Tao đâu phải tao kêu mày đi ăn cướp đâu, mà mày trả cái mạng mày lại cho tao. Đơn giản bằng cách lọt vô nhà thằng Liên Khẹt, lấy hàng lại cho tao thôi mà. Nếu như trễ quá nó mà tẩu tán, không phải là một mình tao chết, mà còn ông Năm Xe Ben chết nữa kìa. Tao và ông Năm Xe Ben, tất cả mọi vốn liếng đã dồn hết vào cái vụ này, cho nên tao mới cần tới mày. Nếu dính vào gia đình của Thu thì tôi càng không làm. Lúc trước mày đã từng nói với tao như thế nào? Mày là bạn thân của con Thu, chú Năm mày gặp nạn thì mày phải cứu chú Năm mày chứ, đúng không Sơn? Ổng mà mất hàng đợt này, ổng chết chắc, con Thu cũng ra đường mà ở thôi. Tôi không muốn làm gì liên quan tới gia đình của Thu. Tôi tuyệt đối không làm trong phi vụ lần này. Con mẹ mày! Má! Ông muốn lấy mạng của tôi, ông lấy đi. Còn nếu như ông không ra tay thì tôi sẽ bước ra khỏi đây, và coi như ông đã tha cho tôi. Mày nghĩ tao lấy mạng của mày làm cái gì? Tao sẽ trở thành kẻ sát nhân rồi tao sẽ ở tù. Tao nói cho mày biết, có nhiều cách tao buộc mày phải trả cái mạng chó mày lại cho tao. Mày biết tao có thể làm gì mà. Đưa tôi nói vô đây. Dứt, dứt hai người nhà tao ra. Không,
Thả ra. Đừng làm như vậy mà. Mày, mày không được làm như vậy mà. Mày mà không làm theo yêu cầu của tao, đứng im đi. Mày biết tao làm gì với gia đình của mày rồi chứ? Hả? Không. Hổ. Dạ. Tao tặng con vợ nó cho mày đó Hổ. Không. Cảm ơn đại ca. Không được làm vậy. Không được. Anh Bảy. Anh Bảy. Ủa? Tao tặng con chị nó cho mày đó. Dạ. Cảm ơn đại ca. Bày cái gì thoải mái đi. Không được. Không được làm gì vậy. Tao gia đình tao ra đi. Thả tao ra. Thả ra. Để sợ mày bây giờ đó. Thả ra. Con. Buông ra. Suy nghĩ kỹ đi. Tao chỉ muốn lấy lại hàng của tao thôi mà. Mày không giúp tao là mày ép tao đó Sơn. Trong cuộc chơi đâu phải ai muốn dừng là dừng được. Đâu phải tao vô duyên vô cớ để tìm mày giúp tao trong cái chuyện này. Chỉ cần mày lọt vô nhà thằng Liên khẹt, vậy là xong. Hàng về tới tay của tao, coi như mày hoàn thành nhiệm vụ. Ân oán giữa tao với mày sẽ chấm dứt. Ông nói thật cho tôi biết là hàng gì. Ok, tao cũng chả giấu gì mày luôn. Là heroin. 100 bánh heroin đó. Mày cũng biết rồi đó, tao chỉ thua cái chuyện mở cái xác thôi. Mà cái chuyện đó nằm trong tầm tay của mày, đâu có ai qua được mày. Cho nên tao mới tìm mày. Chứ thực ra tao cũng muốn cho mày gác kiếm chứ. Bây giờ mày cứ việc đi theo đàn em của tao. Chuyện của mày là mở cái sắt, còn tất cả mọi chuyện còn lại đàn em tao sẽ lo. Ok. Tôi không làm. Chuyện buôn bán heroin như vậy là phạm pháp. Tôi không làm. Mày ngu quá, mày nghĩ mày cướp của giết người là không phạm pháp hay sao? Bàn tay của mày đã nhuốm máu hết rồi. Một cú này nữa thôi Sơn, mày sẽ có tiền nuôi cả nhà của mày. Mày ăn ba đời cũng không hết nữa. Tao biết. Tao biết mày là một thằng làm ăn có kế hoạch đàng hoàng. Yên tâm đi, tao đã chuẩn bị hết cho mày rồi. Nè, đây là những hình ảnh thu thập được từ căn biệt thự đó. Nghiên cứu trước đi, rồi hãy hành động. Hả? Nếu như mày biết điều làm cho tao, kết cục của mày rất là tốt. Bằng không, không chỉ mày mà cả gia đình của mày không yên với tao đâu Sơn à. Tôi cảnh cáo ông, ông không được làm hại họ. Nếu như mày làm vụ này xong, tao sẽ cho mày 1 tỷ để cho mày gác kiếm. Không bao giờ tao nhắc tới cái tên Sơn Khóa của mày nữa. Cho mày biến mất khỏi giang hồ. Còn không, ngày này năm sau sẽ là giỗ của cả gia đình dòng họ của mày. Cho tôi 3 ngày suy nghĩ được không? Không. 2 ngày thôi. Tao cho mày một thời hạn là 2 ngày. Sau 2 ngày, mạng của mày, gia đình của mày sẽ thuộc về tao đó. Vũ, ba mày sao rồi? Mày lo xong chưa?
Mày cứ lo chuyện của mày trước đi. Vũ à, tao luôn coi mày là bạn, mày đừng ra tay tàn nhẫn nữa. Mày đang dạy đời tao đó hả? Tao nói cho mày biết, tao đang có số ở trong nhóm này, không thua gì mày đâu. Sao mày nghĩ chuyện hơn thua với tao hả Vũ? Số phận tao với mày không biết kết thúc như thế nào. Mày hãy dừng tay lại đi. Những người mày ra tay chém, họ đều vô tội. Tao đọc báo và tao biết đó là mày làm. Họ không hề có ân oán hay hận thù gì với mày. Mày nói hay lắm, nhưng mày cũng là thằng ăn cướp. Tao cũng vậy, tao với mày giống nhau, tao với mày cùng xài tiền trộm cướp. Nhưng tao không máu lạnh như mày. Mà máu lạnh là loài rắn ác độc nhất. Tao không hiểu sao mày có thể ngủ được. Dạ em nghe đây ca. Tiếp theo mày tập trung anh em lại, nhớ theo dõi thằng Liên Khẹt 24/24 cho tao. Hai ngày nữa thằng Sơn nó mới trả lời. Dạ. Anh Bảy, bây giờ sao anh Bảy? Thằng Vũ đâu? Nó đang ở ngoài kìa anh. Tao có một kế hoạch như thế này. Hai thằng bay phải làm thật chính xác và phải làm nhanh lên. Thằng Liên Khẹt nó không đợi mình lâu đâu. Dạ. Dạ. Vào đây. Alo, tôi nghe. Xin lỗi anh, có phải là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Mười không? Đúng rồi, sao anh? Ba của anh bị đột quỵ, chắc không qua khỏi. Tôi báo anh biết để vào bệnh viện cấp. Cái gì? Thơm ơi, Thơm. Anh về rồi hả? Ừ. Có chuyện gì vậy anh? Chuyện gì vậy anh? Anh sẽ giữ em thật chặt ở bên mình. Anh sẽ không bao giờ để mất em. Hôm nay á, em có nấu mấy món mà anh thích đó. Có thịt kho tàu nè, rồi rau muống xào tỏi nữa. Anh vô tắm rồi ra em dọn cơm cho anh ăn nha. Chị Ba đang bán ngoài chợ á, chị nói chút nữa chị sẽ đón thêm vừa với lại bưởi về rồi đi vô thăm má luôn. Hai đứa mình ăn cơm xong rồi vô thăm anh hai ha. Anh hai bữa nay thấy người khỏe hơn không? Khỏe khỏe ghê. Má 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 đâu? Má nè nè, cái lưng, cái lưng. Ơ à? Má đã phẫu thuật được rồi, bây giờ má cũng đang tập đi lại, sắp khỏe rồi đó anh. Đi lễ, đi qua đi lễ, đi qua đi lễ. Ủa, Dừa, con anh đâu? Con Dừa hả? Nó vẫn khỏe mạnh, nó ngoan lắm anh, học giỏi nữa. Anh yên tâm nha. Con Bưởi. À, con Dừa con Bưởi nó học trong một trường, trường đẹp lắm, to lớn lắm. Giỏi quá, vú sữa đâu? Ờ. Làm gì có, biết bộ. Anh hai ở trong này á, anh thấy có vẻ khá hơn nhiều. Tinh thần không còn hoảng loạn như trước. Mình cứ thường xuyên vui chơi với anh hai như vậy, rồi anh hai ở đây cũng có bạn bè nữa, lúc buồn cũng có người chơi với ảnh.
Anh chỉ sợ cực cho em thôi. Em đã lo việc nhà, ngoài chợ cũng đã mệt rồi. Hả? Được lo cho gia đình mình á là em vui nhất rồi. Em chỉ mong á rồi ai cũng khỏe lại để về nhà chung một gia đình. Lúc đó em mới có cơ hội chăm sóc tốt hơn cho mọi người. Tại anh không có ở nhà. Chứ lúc em mới xin chị ba vô nhà anh làm á, anh hai ảnh hiền lắm. Rồi ảnh với em á hay nói chuyện này chuyện nọ. Dù là những câu nói không ai hiểu ai hết trơn á, nhưng mà em cũng có người tâm sự khi em buồn. Đúng không anh hai? Anh hai cũng hay vỗ tay như vậy á. Anh cảm ơn ông trời đã xui khiến em bước vào trong gia đình của anh. Cảm ơn em. Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em. Ngồi đi. Đi chơi với bạn nha. Bạn chờ. Bạn chơi với, chơi với. Đối với anh, nhìn mọi người bình an như vậy là quá đủ rồi. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm thủ tục để mang xác ba tôi về. Chúng tôi rất tiếc vì ba anh bị đột quỵ lần này cấp cứu không kịp. Gần đây bệnh tình của ba anh đã trở nặng. Bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm thủ tục để mang xác ba tôi về và an táng. Anh cứ lên phòng hành chánh làm thủ tục. Xin chia buồn cùng anh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ. Vũ, mày đưa chú Mười vô bệnh viện tâm thần hả? Chú Mười. Tao chia buồn với mày. Chắc phải đem chú vô chùa sau khi quả thiêu. Mày về đi. Mày bây giờ hạnh phúc quá rồi. Sơn à, tại sao mày hạnh phúc quá vậy? Còn tao thì mất tất cả rồi. Sao ai cũng bỏ tao đi vậy? Sao ba bỏ con đi vậy ba? Hả? Sao ba bỏ con đi vậy? Ba ơi. Dù sao tao với mày cũng là bạn cùng quê. Và chú Mười cũng như cha của tao. Tao sẽ phụ mày lo đám tang cho chú Mười. Tao không cần lòng thương hại của mày. Mày đi về đi. Tao muốn ở một mình với ba tao. Sao mày nhẫn tâm quá vậy? Chú Mười, chú đâu có bị tâm thần. Mày nói chú đi lên Long Thành chơi với bà con mà, sao mày lại nhẫn tâm đưa ba mày vào đây hả? Mày không còn là con người sao Vũ? Hả Vũ? Mày đừng có nói nữa. Đây là chuyện của tao, chuyện của tao mà, để tao lo. Mày đừng có lải nhải nữa. Mày làm ơn đi, mày hãy để cho ba tao với tao được yên đi. Mày về đi Sơn. Hay là bây giờ mày cầm dao mày giết tao đi cho mày vừa lòng hả Sơn? Anh Vũ, anh bình tĩnh lại đã. Anh à, anh để cho anh Vũ một mình để anh bình tâm lại đi anh. Hai người đừng có gây nhau nữa. Anh Vũ, em xin chia buồn cùng anh. Mình về thôi anh.
Ba. Ba ơi, con không có muốn vậy đâu ba. Con xin lỗi ba, con không có muốn như vậy. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Ai cũng phải một lần chết trong đời con ạ. Ba. Ba. Và ngay cả con cũng vậy. Cái số của ba chết, không thấy được mặt đứa con trai của mình. Mỗi người một số phận. Ba không ngờ cái kết của cuộc đời ba lại là như vậy. Con có biết được, con không biết, kết cục ngày mai của con ra sao không Vũ? Hả Vũ? Con nói đi, con có biết không Vũ? Nói đi, biết không? Hả? Ba ơi, ba, ai tha lỗi cho con đi ba. Con không có muốn như vậy đâu ba. 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 Không muốn gì vậy đâu ba. Ba ơi, ba chết rồi. Ba đừng có ám tôi với ba. Ba, tôi xin ba đó, ba đừng có ám tôi nha. Tôi không phải là người hại ba đâu ba. 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 Thằng Vũ á là cái thằng khốn nạn. Sao tự nhiên nó lại đưa chú Mười vô bệnh viện tâm thần chứ? Nhưng mà chú Mười á đâu có bị bệnh tâm thần đâu. Chú Mười chỉ có nóng tính hay là lỗi thôi. Bác sĩ có dặn á, bệnh mạch máu não của chú Mười á là không có suy nghĩ nhiều, không có được thức đêm, tránh việc gây xúc động mạnh cho chú nữa. Tội nghiệp cho chú Mười quá. Mẫu có sao không vậy? Em sao vậy? Em sao vậy? Có sao không con? Có sao không em? Mẫu có sao? À, thôi em sao vậy? Thấy trong người sao? Sao vậy mốt? Nè 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 Sơn. Dạ. Đưa nó qua bác sĩ cho người ta khám đi con. Để đưa em vô khám. Đi đi. Dạ. Con đi nghe má. Đi đi. Đi lẹ lẹ đi em. Má ơi, sao con Thơm á nó bị ói giống như là bị ngén vậy má? Má cũng nghi vậy đó. Dạ. Anh chị đừng quá lo lắng, vợ của anh không có bị sao hết. Theo kết quả siêu âm này á, là cô ấy đang có thai. Và cái thai này rất là khỏe. Xin chúc mừng anh chị. Dạ, dạ tôi có thai. Dạ đúng. Dạ tôi có thai thiệt sao? Thiệt. Thơm, anh có con. Tôi có con rồi. Anh được làm cha rồi. Cảm ơn bác sĩ. Nè, để em làm cho. Em ngồi đó, để anh làm. Ở dưới quê có gì mà anh không làm đâu. Từ đây về sau anh sẽ phục vụ cho em và con thật chu đáo. Cẩn thận anh. Rồi. À. Dạ. Anh hỏi bác sĩ rồi, mấy cái món này rất tốt cho em và con của mình đó. Em ăn nhiều vô nha. Nè, ăn thử coi hôm nay ông xã của em nấu có ngon không. Công tình anh nấu từ trưa tới giờ, tất nhiên là phải ngon rồi. Mà ngon nhất á là ở tấm lòng của anh á. Anh làm cho em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc không? Ăn thêm một miếng nữa. Anh muốn có một cuộc sống thật bình thường, bên em và con, bên chị Ba Lành, bên má và bên các cháu.
Chỉ cần em hạnh phúc ngày nào là anh vui ngày đó. Anh được chăm lo cho em ngày nào là ông trời thương anh lắm rồi. Nè, anh ăn đi. Chỉ cần có câu nói này của anh là em vui lắm rồi. Khổ cực bao nhiêu em cũng chịu hết. Anh đừng vì ham tiền, đừng vì quá khứ lôi kéo mà anh bước chân lại vào chốn giang hồ. Nguy hiểm lắm đó anh. Và không biết được tương lai gia đình mình sẽ về đâu hết. Còn em, em không cần gì khác nữa đâu. Sau này anh sẽ đưa cả nhà mình đến một nơi nào khác để lập nghiệp. Anh muốn cách xa thế giới giang hồ Sài Gòn, và anh sẽ làm lại từ đầu. Nè, ăn nhiều vô đi. Ăn cho nhiều rau nè. Ăn thêm thịt bò nữa nè. Bây giờ em ăn không phải ăn riêng cho em, mà ăn cho con của mình nữa đó. Em cảm ơn ông trời đã thương em, cho anh làm chồng của em. Em đúng là rất may mắn mới có anh bên cạnh như vậy. Nếu vậy ăn nhiều vô đi. Nè, cho em ăn hết thịt bò luôn đó. Rồi sẽ có một ngày anh có thể không về nữa, không được chăm lo cho em và không được chăm lo cho con của chúng ta. Khi đó em sẽ hận anh. Anh hối hận với tất cả những điều mình đã làm. Khi nhận ra thì sự nguy hiểm đã cận kề, không kịp sửa sai nữa rồi. Những cái sai sẽ sửa được, nhưng những cái sai của anh không bao giờ sửa được. Anh sắp từ giã em và từ giã cái gia đình này. Anh sao vậy? Anh ăn đi. Không có gì, anh bị mắc nghẹn. Theo tình hình mà thời gian qua thì những bằng chứng cho thấy Bảy Đá có thể là người đầu sỏ trong các phi vụ làm ăn của mình. Đàn em của hắn rất là đông, nhưng ẩn mình kỹ trong các khu trọ mà chính tay chân của Bảy Đá đã nuôi. Và chủ yếu chúng làm công nhân ở xưởng gỗ dưới sự quản lý của Hổ và Lửa. Chắc chắn đây không phải là những mối quan hệ bình thường. Những tên này đều là những tay anh chị trong giang hồ, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng để chúng ta bắt được bọn chúng. Chúng dùng tay chân người khác để thực hiện hành vi phạm pháp của mình. Những tên này làm việc rất là cẩn trọng và có lên kế hoạch trước, kể cả những việc xóa đi dấu vết để qua mặt cơ quan điều tra. Đúng vậy. Trong khi đó, những vụ cướp của giả mang vẫn liên tục xảy ra, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối, vì đã được thực hiện một cách nhanh chóng và có tính toán, không có ai phát hiện được. Chỉ cùng một kiểu chặn đường, chém trước rồi cướp sau. Và tất cả nhận dạng của nạn nhân cung cấp thì có chiều cao và nhân dạng giống tên Vũ trong nhóm Bảy Đá. Tên của hắn là Trần Văn Vũ, bạn cùng quê của Sơn Khóa như tôi đã từng trình bày. Đặc biệt là sau nhiều ngày chúng tôi quan sát thì Vũ thuận cả hai tay, nhưng mà sử dụng tay trái nhiều hơn. Tài Miếu Nổi bị thương nặng là do cú đập mạnh của một người thuận tay trái. Kẻ cắt cổ nạn nhân ở Hóc Môn cũng là người thuận tay trái. Vũ ở trong khách sạn với một cô gái tên Lam, từng là gái bán hoa, nhưng mấy hôm nay không thấy cô ta đâu. Vũ được Bảy Đá cho về chỗ A Lũ tá túc. Theo phán đoán của tôi là có ý đồ. Chúng không đăng ký tạm trú nên chúng ta không thu thập được thông tin chính xác những kẻ nhập cư. Vấn đề là xưởng gỗ mà Sơn Khóa ở trước kia và nhà trọ của ông Chính đều nằm trong tay của Bảy Đá. Chắc chắn đây là một tổ chức rộng lớn, chúng ta cần phải theo dõi nhiều hơn. Dạ. Dạ, báo cáo trung tá, có thông tin khẩn từ lãnh đạo ạ. Cảm ơn đồng chí. Dạ. Lãnh đạo đã có thông tin khẩn. Bên công an nước bạn Campuchia vừa mới bắt được một đường dây buôn lậu và đã gửi cho chúng ta thông tin. Ông Trần Văn Trọng, nguyên là trưởng ban bộ phận xét duyệt kiểm tra cửa khẩu, có bằng chứng buôn lậu. Vào đêm 20 tháng 9 có đem về 100 bánh heroin, nhưng bị mafia liên kẹt cho bọn đàn em cướp đi. Chúng ta đã được lệnh phối hợp chặt chẽ với công an địa phương
bắt ngay ông Trọng về cơ quan điều tra, không để ông ta kịp thời có thời gian tẩu thoát. Yêu cầu anh đứng lại. Đây là nhà của tôi, có chuyện gì vậy mấy anh? Ba, cái gì vậy ba? Cho hỏi anh là ai? Nó là Quấn, con trai của tôi. Đây là lệnh khám xét và lệnh bắt khẩn cấp. Ba tôi tội gì trong lệnh bắt? Tại sao mấy anh lại bắt tôi? Anh đọc đi. Quấn à, con đừng cản trở mấy anh công an đang làm nhiệm vụ. Ba là kẻ có tội, tội của ba nặng lắm. Tội đã buôn lậu đá quý qua biên giới, ba đã vận chuyển heroin đó con à. Ba nói cái gì? Ba vận chuyển heroin hả? Trời ơi, vận chuyển heroin là tử hình đó ba biết không? Ba anh đã ký vào biên bản rồi. Tạm thời cơ quan pháp luật sẽ niêm phong nhà của anh và tất cả những thứ liên quan đến ba anh để phục vụ cho công tác điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, anh cũng phải có trách nhiệm cung cấp tất cả những thứ liên quan đến ba anh để chúng tôi điều tra. Đây là vụ án hết sức phức tạp, mong anh hãy hợp tác. Các đồng chí, cộng tay nghi phạm và đưa đi. Rõ. Ba, ba, ba làm cái gì vậy ba? Em nghe nè anh. Thù hả? Ba anh vừa bị cơ quan công an điều tra bắt rồi. Sao lại bắt ba anh? Ba anh mang tội danh buôn lậu và vận chuyển hàng trái phép qua biên giới. Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn khi cơ quan điều tra thẩm vấn ba anh. Thôi, anh thông báo để em hay, nhà anh bị niêm phong rồi. Tất cả tài sản của ba anh đều bị phong tỏa và niêm phong. Vậy anh sẽ ở đâu? Tạm thời anh dọn đồ qua công ty anh ở. Anh sẽ vô cơ quan điều tra tìm hiểu rõ ràng những chuyện làm của ba anh. Thôi, anh bảo em biết vậy nha. Dạ. À, em thông báo chuyện này cho ba em biết giùm anh nha. Dạ, em biết rồi. Mẹ tụi bay, tụi bay làm ăn cái gì vậy hả? Tại sao tụi bay lại để xảy ra cái chuyện như vậy? Công an bên Campuchia bắt được đường dây buôn lậu đá quý. Họ khai ra là tên ông Trọng. Cái gì? Nó còn khai tên ai nữa không? Nè, tao không cần biết tụi bay bằng cách nào. Phải bịt ngay cái miệng thằng cha Trọng lại. Tụi bay nhớ cho kỹ, tụi bay tuyệt đối không được để tên tao lọt vô danh sách tình nghi của công an. Tụi bay hiểu chưa? Nếu cái vụ này mà không xong á, tụi bay sẽ dựa cột chung với tao nghe chưa? Cái tội bán heroin là nặng lắm, tụi bay hiểu chưa? Ba, con biết tất cả chuyện làm ăn của ba. Ba đi ra đầu thú đi ba, vẫn còn kịp đó. Chú Trọng vừa bị công an bắt rồi, anh Huấn vừa cho con hay kìa. Con là con nít, con biết gì mà đứng đó đó lung tung. Đi ra ngoài đi. Đi. Ba, ba buôn bán cả heroin đó ba, con biết hết rồi ba. Bây giờ ba có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là đang lún sâu vào hố bùn thôi. Con xin bà, ba đi đầu thú đi ba. Heroin là tử hình đó. Con im ngay cho ba. Ba đã nói chuyện của ba, ba không cần cũng phải xen vô. Đi ra cho ba, đi ra ngoài. Từ nay ba cấm con, ba cấm con không được qua lại với thằng Quấn. Và đừng bao giờ bước chân vô cái nhà đó nữa, nghe chưa? Để rồi tới lúc con chết, con sẽ không biết tại sao mà con chết. Ba, ba nghe con nói đi mà. Ba đi đầu thú đi ba. Ba nói con đi ra, ba đang rối lắm rồi. Ba,
Tại sao vậy hả ông? Tại sao bao nhiêu năm qua ông giấu tôi làm ăn phi pháp? Ông có biết tội buôn bán ma túy heroin nó nặng như thế nào không ông? Để tồn tại trong cái căn nhà này, tồn tại trong cuộc sống giàu sang, tiền bạc của cải làm gì để ông làm chuyện chết người vậy hả ông? Đừng cố chấp nữa ông mà. Ông nghe lời con đi ông, đi đầu thú đi ông, biết đâu ông còn nhận được sự khoan hồng. Nếu ông còn cố chấp như vậy, ông biết mọi sự càng tệ hơn biết không ông? Tôi nói bà im, hai má con bà đi ra ngoài cho tôi. Tôi đang rối tung lên đây nè, đầu thú cái gì? Thằng Năm xe Ben này làm sao mà dễ dàng đầu hàng như vậy được? Đi, đi hết, má con đi cho tôi. Tôi đang rối lắm đây nè. Ông cứ như vậy hoài là ông sẽ chết, ông biết không? Ông trọng ông bị công an bắt rồi, bây giờ ông để công an tới đây còng đầu ông, như vậy ông mới chịu hả? Tôi xin ông, ông đi đầu thú đi ông, để còn nhận được sự khoan hồng. Nếu ông cứ trốn tránh như vậy là tội ông nặng lắm, ông biết không? Con biết không ngờ cho đến ngày hôm nay con mới biết được tất cả những gì ba có, nhà cửa, địa vị, tiền bạc đều do ba phạm pháp mà có được. Con không cần những đồng tiền dơ bẩn đó, ba hiểu không? Con quá thất vọng về ba, con quá thất vọng về ba. Mẹ im đi. Tôi xin ông mà, đi đầu thú đi ông ơi. Ông đi đầu thú đi, đừng có bỏ má con tôi mà. Ông ơi, ba ơi là ba, ba đang làm cái gì vậy? Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Ba có biết là tội lỗi của ba nó sẽ là tử hình không? Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ra đầu thú. Ba phải ra đầu thú thôi, chắc chắn pháp luật sẽ khoan hồng mà. Alo, chị nghe em. Chị Trinh ơi, chị ơi, chị giúp em với. Ba em, ba em với chú Trọng. Em bình tĩnh đi, chị có thể đoán được sự việc mà em nói. Em nên khuyên ba em ra đầu thú, vì ông Trọng đã khai ra tất cả rồi, và cơ quan điều tra cũng đang lấy lời khai. Ba em đầu thú chứng tỏ ba em biết lỗi và có suy nghĩ là hối cải tội lỗi của mình. Chị chờ ba em. Dạ. Ba ơi, bây giờ con với má biết phải làm sao đây? Tôi đã khai hết sự thật. Thực chất là vốn liếng các chuyến hàng đá quý đều là của ông Năm và Bảy Đá. Tôi chỉ là người vận chuyển qua biên giới giao cho người ta, và tôi lấy tiền công từ chỗ ông Năm. Ngoài đá quý ra, ông còn vận chuyển gì nữa không? Dạ không. Vậy chuyến hàng ma túy vừa rồi cơ quan công an chúng tôi bắt được thì sao? Dạ, dạ thật sự thì tôi bị họ ép, thằng Bảy Đá với lại ông Năm xe Ben ép buộc tôi phải vận chuyển hàng ma túy cho họ. Nếu mà tôi không vận chuyển á, thì họ sẽ hãm hại gia đình tôi, và đồng thời đưa ra những cái chứng cứ mà trước đây tôi đã buôn lậu đá quý cho cơ quan pháp luật. Chính vì điều đó cho nên
buộc lòng tôi phải làm như vậy. Ông có cam đoan những lời ông khai là đúng sự thật hay không? Dạ, tôi xin chịu trách nhiệm trước những lời khai của mình. Và tôi cũng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những chuyện mà mình đã làm. Bà ơi, con là một thằng con bất hiếu, con xin lỗi bà. Con xin lỗi ba, con xin lỗi ba. Khi ba còn sống thì con không biết hiếu thảo với ba, không lo cho ba. Khi ba chết con lại tiếc thương, khóc lóc làm gì nữa. Ba có lỗi với con là khi thấy con lười biếng, hư đốn mà không dạy được con nên người tốt. Ba không la con, không kêu công an bắt con vào những buổi đầu tiên. Khi con ăn cắp của người khác, dù chỉ là một con gà, một con cá, con đã trượt dốc, không có cách gì cứu con ra khỏi hố sâu của tội lỗi mà con đã gây ra. Còn ba, ba chết là khỏe tấm thân của ba, đời ba coi như xong. Nhưng còn con đang sống, sống mà cướp bóc, chém giết người khác, xài tiền của người khác, rồi mê sảng trong nghiện ngập. Con có phải là con người không? Đừng khóc nữa, lau những giọt nước mắt đó đi, không ai tin mày đâu. Con khóc vì ba hay là khóc vì đời mình ngày càng bế tắc? Thôi đi ba, đừng có nói nữa. Con là con của ba mà ba. Không, thằng Vũ, con của ông Mười ở Cù Lao, nó là người. Còn mày, mày là thằng máu lạnh, là một kẻ sát nhân. Mày không phải là con của tao. Bởi vì làm người không ai độc ác như mày. Mày hiểu chưa? Hiểu chưa? Ba. Làm người không ai độc ác như vậy. Mày không phải là con người. Con người không ai độc ác máu lạnh như mày. Ba, mày hiểu chưa? Tôi đã lỗi mày cho con, không ba. Phải là con người. Lỗi rồi ba. Ba, ba ơi, ba, con xin lỗi ba. Con biết tội lỗi của con rồi, nhưng mà con là con của ba mà. Ba phải thương con chứ ba. Ba, con là con của ba mà, ba phải thương con chứ ba. Anh Năm, dạ con xin phép. Dì Trinh, hôm nay tới đây tôi xin tự thú.
ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Bà nói đi, bây giờ con phải làm sao đây chứ? Em cứ khóc đi, khóc cho thiệt nhiều đi. Nước mắt có thể không chữa lành được vết thương, nhưng nước mắt sẽ phần nào làm nguôi ngoai được nỗi đau của em. Hơn ai hết, anh hiểu được tâm trạng của em lúc này. Khi anh nhìn thấy ba của anh ngồi ở phòng thẩm tra, phải cúi mặt khai hết tất cả những tội lỗi của mình, anh không thể nào cầm lòng khi mà chính tay anh ghi lại hết những tội lỗi của ba anh. Em nghĩ hoài mà không ra, tại sao, tại sao nhà của em đầy đủ như vậy mà ba em còn đi buôn lậu chứ, còn đi bán heroin nữa? Theo như lời ba anh nói thì do ba em tính làm cú chót, gom thật nhiều tiền rồi hai người rủ nhau trốn sang nước ngoài để hưởng thụ, hòng rũ bỏ hết tội lỗi của mình và ba anh. Ba anh cũng muốn xây cho anh một căn nhà để cưới vợ. Tại sao người lớn lại có suy nghĩ như vậy chứ? Hạnh phúc có từ tiền tội lỗi hay sao? Tiền từ ma túy có thể sống yên ổn được sao? Làm sao có thể xóa bỏ được những nỗi đau của những gia đình có người thân dính dáng tới ma túy chứ? Làm sao ba em có thể chạy trốn được những tội lỗi của mình? Làm sao ba em có thể ngủ ngon khi ba em là một kẻ phạm tội chứ? Anh ơi, anh ơi, có phải là tội trạng của ba em, của ba anh nặng lắm phải không? Không phải nặng mà là rất nặng. Em phải hết sức bình tĩnh để lo cho gia đình, đặc biệt là má của em. Ngay giờ này em phải ở bên cạnh má của em. Anh sợ rằng má em không qua được cú sốc tâm lý lần này. Còn anh, anh sẽ cố gắng thuyết phục ba của anh và ba của em thành khẩn khai báo. Họ thật sự ăn năn hối cải và hợp tác với cơ quan điều tra. Chỉ vì lòng tham mà bây giờ ba em đã mất tất cả, đã hủy diệt tất cả rồi. Có những thứ đáng giá hơn vật chất. Đó là niềm tự hào về những chiến công của ba anh. Bây giờ tất cả những chiến công đó đã bị vùi chôn và lụi tan vào quá khứ cùng với tội lỗi của ba anh. Rồi, cảm ơn em gái, hôm nào ủng hộ tiếp nha. Ừ, hôm nay bán được quá hai em. Dạ, nay buôn bán được hả chị? Ừ, tại bữa giờ mình có khách quen rồi đó. Ngày nào mà cũng được như vậy thì tốt quá hai em. Dạ, mày cho tao biết chỗ chú Mười đang yên nghỉ, tao với cả nhà sẽ đến thắp nhang. Chú Quan Pháp, thôi chuyện cũng đã qua rồi. Cái chết mà chết là khởi đầu của sự sống mà. Tao biết là trong mắt mọi người trong gia đình mày đang chửi tao. Bây giờ mày tính sao? Còn tính gì nữa, tao vẫn làm cho bẫy đá.
Mày nên cộng tác với bị đá đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của mày rồi đó. Tao nói mày nghe, ông hăm dọa giết hết gia đình của mày. Nhiều khi ông đi cũng làm thiệt đó. Mày đến đây để nói tao mấy chuyện này à? Dù sao thì tao với mày cũng là bạn thân nhiều năm rồi. Ba tao vừa mới mất, tao không muốn gia đình mày chết đâu. Thực ra đối với tao, trên mảnh đất Sài Gòn này thì gia đình mày và mày là người thân duy nhất của tao. Mà suy nghĩ kỹ những lời tao nói đi. Bây giờ nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra thì tao cũng đã nói hết lời với mày rồi. Mạng sống của gia đình mày bây giờ tùy thuộc hoàn toàn vào mày đó. Nhưng đó không phải là những dầu thông thường. Đó là heroin, mày có biết không? Heroin thì đã sao chứ. Chỉ cần mày đi lấy số heroin đó về thì cuộc đời mày sẽ khác. Mày có thể đổi đời thành một đại gia. Mày sẽ có tiền tỷ. Mày có tiền rồi, mày có thể chuồn qua Lào, Campuchia sống sung sướng cả đời. Chứ mày nghĩ coi, mày đổ mồ hôi ở cái chợ đó, biết bao giờ mới kiếm được tiền tỷ. Mày suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ thì đường nào mày cũng phải liều thôi. Tao với mày đã từng là cướp, là siêu trộm. Mày đừng có quan tưởng là mày sẽ được sống bình yên suốt đời. Tao tin là pháp luật sẽ cho tao một con đường sống. Khi tao đang làm lại cuộc đời, tao sẽ tìm một con đường đi đàng hoàng, không gập ghềnh, bằng chính giọt mồ hôi của tao. Anh Bảy gọi. Em nghe nè anh Bảy. Ông Năm xe Ben đã đi đầu thú rồi. Đầu thú à? Bây giờ công an đã tạm giam và đang điều tra. Chết chắc rồi. Heroin là tội tử hình khó thoát. Sơn à, mày từng nói có một cơ hội gọi là ngày mai. Qua ngày mai tao chờ coi mày chọn cơ hội nào. Nhưng mày nên nhớ, lần này là mày đang đánh cược cả mạng sống của gia đình mày, chứ không phải riêng gì mày đâu. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Chuyện gì? Em phát hiện ngoài kia có mấy cái bóng đen đang lảng vảng trước cửa nhà mình đó. Em nghi là người của Năm Xe Ben và Bảy Đá. Mày mở camera trước cửa cho tao coi. Dạ dạ. Mẹ tụi mày, tại sao tụi mày để bọn chúng theo dõi chợ hàng gì đây? Đại ca, bây giờ mình mà đưa hàng ra là tụi nó thịt mình liền đó đại ca. Bây giờ mình cũng chưa biết là tụi nó có bao nhiêu thằng. Đại ca, không nên ra ngoài lúc này đâu. Tụi bay là đồ đồ bò, chẳng vào vô đó cũng không xong, không làm được gì hết. Kiểu tụi nó chuẩn bị sẵn sàng đi, phòng bị bảo vệ cho tao. Dạ dạ. Mẹ nó, đúng không? Tôi nghe. Sao ông chưa chịu giao hàng cho tôi nữa? Có hàng rồi, nhưng mà vài ngày nữa mới chuyển. Anh cho địa điểm đi. Sài Gòn. Hả? Sài Gòn hả? Ừ. À, anh ráng chờ vài ngày nữa. Hiện tại tôi bị cảm cúm. Có hàng rồi, nhưng mà vài ngày nữa mới giao. Hàng tốt không? Ơi, bảo đảm hàng chất lượng, nguyên chất 100%. 100 bánh heroin. Có phải không vậy? Đừng có làm tôi thất vọng nghe chưa. Dạ, thưa anh, thằng Liên Khẹt này chưa bao giờ mất uy tín với ai bao giờ. Vậy thì nhớ giao hàng đúng hẹn cho tôi nghe chưa. Yên tâm đi anh. Mẹ nó.
Ông có quen người này hay không? Tôi không biết người này. Còn người này? Ông vẫn nhất định không thành thật khai báo hay sao? Nếu ông thành thật khai báo thì ông sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi chỉ làm ăn buôn bán với ông Trọng thôi. Những chuyện còn lại mà cô nói tôi không biết gì hết. Con gái của ông là Hoài Thu. Tôi nghĩ là Thu cũng rất muốn ông nói ra hết sự thật để ông được nhẹ tội đi. Hoài Thu rất là thương ông. Ông chấp nhận để cả gia đình mình phải đau khổ cả đời hay sao? Còn tương lai của Hoài Thu nữa. Lúc nãy tôi đã nói với cô rồi, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện cô nói hết. Cô cứ hỏi ông Trọng rồi sẽ biết. Chúng tôi chỉ làm ăn với nhau, ngoài ra không còn ai khác hết. Có ai hăm dọa hay áp lực gì với ông không? Chúng tôi sẽ bảo vệ ông theo chính sách nhân chứng đặc biệt. Ông yên tâm, ông sẽ được an toàn. Tôi nhắc lại, tôi không biết hai người này. Ông hãy suy nghĩ thật kỹ về những việc mình đã làm. Và ông sẽ không được khoan hồng nếu cứ tiếp tục giấu giếm và không hợp tác với cơ quan điều tra. Tôi không có cản, nhưng tôi báo cho ông biết, chỉ cần ông hé răng ra khai bất cứ điều gì về tôi thì vợ ông, con gái của ông, tôi sẽ cho tụi nó phanh thây ra. Tôi sẽ cho tụi nó đốt cháy thành tro. Vì ông mà tôi phải bị bắt. Thì sẽ có người khác thay tôi làm việc đó. Ông nhớ đó, thằng bẫy đá này, nói là làm. Ông nhớ chưa? Hả? Con gái, vợ của mày, con gái của mày, vợ của mày, mày nhớ đó, mày nhớ đó. Bảy đá, bảy đá, bảy giáp hả? Bảy đá, bảy đá. Năm, có chuyện gì vậy? Năm, Năm, có chuyện gì vậy? Chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ xong rồi anh, tụi em đang chờ quyết định của anh đó. Bây giờ tình cấp bách lắm rồi, cho dù khó cấp mấy, mình cũng phải lấy cho bằng được. Mẹ nó, hiện giờ thằng Sơn không có động tĩnh gì hết. Em nghĩ là kỳ này phải liều một phen thôi anh Bảy. Chẳng lẽ tụi mình ngồi đây chờ công an tới bắt? Thằng cha Năm Xe Ben và thằng Trọng chắc chắn không dám khai ra tao. Nó mà khai ra tao, má nó, giết cả nhà nó luôn đó. Tao tính lấy hàng xong phải vượt biên luôn mới được. Qua Campuchia đi, rồi mình tính tiếp. Đại ca, đột nhập nhà thằng Liên Khẹt, nó còn khó hơn tất cả những căn biệt thự mình từng làm nữa. Cỡ 10 thằng cho tụi em cũng không có đủ sức. Em nghĩ chỉ có thằng Sơn. Thì mai ra
Thật ra cái đột nhập của thằng Sơn là hay nhất. Không có một thằng đàn em nào của mình bị chết dưới tay thằng Liên Khẹt. Bây giờ vụ này là vụ lớn nhất rồi. Được thì ăn cả, ngã về không. Tụi bay hiểu chưa? Dạ. Thu à, bây giờ con muốn ở đây hay là con về quê sống với má? Tìm công việc nào thích hợp ở dưới quê, má con mình sống với nhau. Chứ căn nhà này chắc chắn là nó sẽ bị tịch thu sau khi tòa án xét xử tội trạng của ba con. Bác ơi, niềm đam mê của Thu từ trước tới giờ là học làm phóng viên báo chí. Chỉ có ở thành phố mới phát huy được khả năng của mình thôi. Con thấy bác cứ để Thu tiếp tục ở đây đi. Con biết là má đang lo lắng nhiều điều, nhưng mà má đừng có lo cho con có thể tự lập được. Bây giờ có nhiều tòa soạn báo muốn mời con viết bài rồi. Con sẽ kiếm tiền và lo cho má. Hay là sắp tới bác với Thu qua khu phòng trọ của con ở đi. Chỗ của con an ninh và giá thuê cũng rẻ nữa. Con với Thu cũng đã bàn bạc với nhau rồi. Con chỉ sợ là bác không quen sống cực khổ thôi. Con à, bây giờ mà bác còn có quyền lựa chọn sao con? Chủ yếu bác lo là lo cho con Thu thôi. Tội nghiệp nó. Nếu mà bác về quê á, cũng còn có bà con sống qua ngày để lo cho ba con Thu được mà. Nhiều khi bác nghĩ cuộc đời cứ như là một giấc mơ. Mới đó mà bác đã mất tất cả. Mà má lại khóc nữa rồi. Ba con bây giờ đổ bệnh ở trong trại giam, má cũng không biết sao nữa. Bây giờ má sẽ ăn chay niệm Phật, cầu kinh sám hối, má hồi hướng cho ba con. Má vào chùa thì lòng má mới bình tâm. Chứ ở nhà nghĩ tới ba con. Ba con già cả rồi mà phải sống trong tù làm sao ba con chịu nổi. Má đau lòng lắm Thu à. Má đừng có khóc nữa. Lúc này mình phải mạnh mẽ lên chứ. Thôi để con ra mở cửa cho. Chào em. Ủa anh Huấn, anh mới tới hả? Dạ cô chào bác. Chào, chào em. Chào con. Dạ. Con đi đâu mà xách đồ đạc lỉnh kỉnh vậy con? Dạ con đi siêu thị, con mua đồ dùng cho con. Rồi sẵn con mua cho bác với cho Thu luôn. Anh Huấn, anh chưa là con rể mà anh giỏi ghê luôn á. Lo chu đáo quá. Em. Dạ. Em đem vô trong giùm anh nha. Anh có mua cam, em dắt nước cam cho bác với cho Thu nha. Dạ dạ. Cảm ơn em. Anh Huấn à, anh tới chơi được rồi, anh còn mua quá trời đồ như vậy, em ngại quá. Không có sao đâu, em đừng có khách sáo mà. Huấn à, bác cảm ơn con. Gia đình của con á, cũng đâu có hơn gì bác đâu. Mà ba của con cũng đang chờ lãnh án. Con không ngờ rằng ba con lại có cái suy nghĩ có tiền là sẽ có tất cả. Có máy ấm. Nhưng mà cuối cùng thì không có cái gì hết, phải không bác? Bây giờ bác mới thấy tiền bạc không là tất cả. Tiền bạc có thể mua được căn nhà, nhưng không mua được tổ ấm. Dạ con xin phép bác. Từ nay con sẽ xem bác với Thu là gia đình của con nha bác.
chuyện của bác và Thu là chuyện của con. Thu à, em có đồng ý hay không? Nếu em muốn có công việc tốt hơn, có điều kiện làm việc hơn thì qua công ty của anh làm nha. Thu à, một tình cảm chân thành là người bạn bên mình lúc khó khăn con à. Con đừng quên điều đó. Dạ, con biết rồi. Bà ơi, bây giờ con phải làm sao? Con không sợ chết, con chết cũng đáng, vì con là kẻ có tội. Bàn tay con không còn sạch sẽ nữa, con người con đã nhuốm bẩn bụi trần của kẻ cướp giang hồ. Nhưng còn má, còn chị ba và vợ con, cả con Dừa, con Bửu, cũng tại con không đành lòng nhìn gia đình mình cứ nghèo khổ. Cái nghèo khổ cứ đeo bám gia đình mình, hết cơn bão này tới cơn bão khác ập vào gia đình mình. Với những nỗi buồn, nỗi đau rát hết cả thịt da, con đã trở thành tội phạm. Bà sắp có cháu nội rồi đó, ba mừng không? Con mong ba phù hộ cho vợ con, phù hộ cho gia đình mình vượt qua cơn bão này. Sóng gió nào rồi cũng qua đi phải không ba? Chuyến này con đi, và có thể con sẽ đi rất xa, là một việc mà con không muốn làm. Nhưng nếu con không đi thì cả gia đình mình sẽ bị chúng giết. Chúng là những kẻ máu lạnh, ẩn sau những khuôn mặt biết cười, biết nói. Chúng không phải là con người ba. Nếu con có mệnh hệ này, mong ba tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Có những vấp ngã, mình tự đứng lên dễ dàng, nhưng con đã tự chôn vùi cuộc đời của mình vào những sai lầm không thể đứng lên được, và gọt rửa sạch sẽ quá khứ tội phạm của mình. Con bạn đã bắt ông Năm xe bay, ba của ngoại thu quay cùng lão của mình rồi mà. Rồi sẽ có một ngày số phận của con cũng sẽ như vậy. Thu ơi, sáng mai anh muốn gặp em trước khi đi xa. Và chuyến đi này anh có thể sẽ không trở về. Anh sẽ chờ em nơi chỗ cũ nha. Chị Trinh hả? Có gì không em? Mời vào. Dạ, mời chị. Dạ, cảm ơn anh. Ngồi đi em. Chị xin lỗi, chị không đến gặp em được, để em phải đội mưa đến đây. Không sao đâu chị. Mà em kiếm chị giờ này chắc có chuyện gì quan trọng hả? Nếu gì là chuyện của ba em thì chị không giúp được cho em. Ba em vẫn chưa thành thật khai báo và cũng chưa hối cải. Chị ơi, chị có thể cho em thêm một cơ hội để em được gặp ba em không chị? Được. Nếu em vào thăm ba em thì em hãy khuyên ba em thành thật khai báo về những mối quan hệ trong chốn giang hồ. Mỗi lần chuyển hàng, ba em có lực lượng áp tải và bảo vệ hàng lậu. Chị muốn biết họ là ai, thuộc băng nhóm nào, tổ chức nào. Đây là một chuyên án lớn,
và có tầm quan trọng đến an ninh xã hội. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em sẽ cố gắng khuyên nhủ ba em. Đêm nay em đến đây là vì tin này. Chị hiểu Sơn sẽ đi đâu, và Sơn đang cảm nhận sự nguy hiểm. Anh ta đang cần gặp em và muốn nói chuyện với em lần cuối. Lần cuối? Nguy hiểm? Sao chị biết? Đây là nghiệp vụ của công an, em chỉ cần biết như vậy. Vậy mình phải giúp anh Sơn chứ chị. Chỉ có Sơn mới có thể giúp được anh ta mà thôi. Thu à, anh ta đang làm một việc rất nguy hiểm, và anh ta chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ gia đình của anh ấy khỏi sự truy sát của nhóm giang hồ Bảy Đá. Người này cũng là người mà chị nghi ngờ cộng tác với ba em, và chủ mưu gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Bây giờ mình có cách nào để giúp anh Sơn không hả chị? Em không muốn thấy anh Sơn lâm vào con đường đó đâu. Em thế nào rồi? Em vẫn ổn cho đến bây giờ. Anh có nghe tin về bà của em? Anh cũng không biết giúp em như thế nào trong chuyện này. Bà em là một doanh nhân thành đạt, có địa vị, tiếng nói, tiền tài. Nhưng rồi cuối cùng cũng vì tham vọng và tham lam đã đẩy ba em tới con đường tội phạm. Tiền bạc lâu nay em xài, nhà cửa, tất cả mọi thứ đều từ tiền buôn lậu phi pháp của ba em mà ra. Vậy mà em không hề hay biết gì hết. Em vẫn ca tụng và tự hào về ông ấy. Ba em là tội phạm, và còn bao nhiêu chuyện mà em không hề biết về ba em nữa. Anh Sơn, anh Sơn à, em không muốn nhìn thấy anh đi theo vết xe đổ của ba em đâu. Em xin anh hãy đi ra đầu thú trước khi mọi chuyện đi quá xa được không? Anh hiểu những gì em nói mà. Ai cũng nghĩ là mình cũng sẽ thoát được lưới trời, nhưng ông trời này công bằng lắm. Giết người thì sẽ đền mạng, tội phạm lẩn trốn thì cũng sẽ có ngày bị bắt, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ bị lòi ra. Chẳng lẽ anh cũng muốn giống ba em hay sao chứ? Anh không thể đầu thú ngay lúc này được. Tại sao? Anh còn chần chừ chuyện gì nữa? Anh sẽ rút lui khỏi chốn giang hồ và tìm một nơi nào đó để sinh sống cùng với gia đình. Nhưng mà anh có ngủ ngon hay không? Hay là anh thao thức khi quá khứ tội lỗi của anh quay về? Anh không thể nào sống hạnh phúc và bình an khi anh đã trở thành tội phạm. Giang hồ có thể chứa chấp anh, nhưng không bao giờ chúng giang tay ra khi anh sai vào lưới pháp luật đâu. Anh muốn làm lại từ đầu. Anh làm lại từ đầu? Nhưng anh có làm cho những con người mà tụi anh đã ra tay sống lại hay lành lặn được không? Anh làm lại cuộc đời, và anh trả lại hết tiền mà anh đi cướp giật đi. Anh không làm được chứ gì? Cho dù anh lo lắng cho má anh, cho gia đình anh, cũng giống như ba em lo lắng cho em và má em, thì đó cũng chỉ là tiền dơ bẩn, tiền phi pháp mà thôi. Chẳng lẽ đi ăn cướp, giết người rồi suy nghĩ sẽ gác kiếm làm lại cuộc đời là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Anh nghĩ xã hội này sẽ ra sao chứ? Anh không ra tay giết ai hết. Đó là một người khác. Người nào? Có phải là anh Vũ bạn của anh không? Những kẻ có máu lạnh là những kẻ hèn nhát nhất. Hắn sợ thất bại nên lúc nào cũng ra tay với nạn nhân để chắc chắn mình sẽ thành công. Không phải anh là kẻ giết người thì em sẽ đi tố cáo hắn. Em đừng làm như vậy.
Vũ và anh đều đáng bị pháp luật trừng trị. Nhưng em hãy để công an điều tra bắt tụi anh. Em không phải là quan tòa đã phán xét anh. Anh đang trân trọng từng ngày, từng giờ được sống bên gia đình của anh. Em có hiểu điều đó không? Anh sắp có con. Anh sắp có con. Phải. Con anh đã tưởng hình được 3 tháng. Anh và Thơm đã chung sống với nhau như vợ chồng sau khi em chia tay anh. Chẳng lẽ con của anh ra đời, anh không được nhìn thấy con của anh? Anh cần phải chăm sóc cô ấy và gia đình nhỏ bé của anh. Vậy cô ấy có biết anh là siêu trộm không? Cô ấy biết anh là giang hồ, nhưng không hề biết anh là siêu trộm. Cô ấy yêu anh hơn chính cả bản thân của mình. Anh Sơn à, anh không thể nào trốn tránh suốt cả đời như vậy được. Em nói cho anh biết, công an lâu nay người ta đã cho trinh sát theo dõi anh. Họ đã có đầy đủ hồ sơ và bằng chứng của anh và anh Vũ rồi. Ngoài ra có cả băng đảng của ba em. Anh Sơn ơi, anh không thể nào thoát tội được đâu. Em nói cái gì? Công an? Đúng. Tất cả hành vi của anh chúng tôi đã nắm rõ và có cơ sở truy tố anh ra trước pháp luật. Tôi là đại quý Nguyễn Xuân Trinh, thuộc đội cảnh sát đặc biệt phòng chống tội phạm. Tôi không đến đây để bắt anh, nhưng anh có thể chạy trốn suốt cuộc đời hay không? Nếu hôm nay anh chạy trốn, tức có nghĩa anh sẽ ở trong bóng đêm này mãi mãi, và anh cũng sẽ không có cơ hội đoàn tụ với gia đình của mình đâu. Anh Sơn, tôi xin lỗi anh vì đã phải dùng đến Thu để anh nói ra hết sự thật. Nhưng thật sự chỉ có anh cộng tác với chúng tôi thì mới có thể cứu vãn được một cuộc chiến bắn giết lẫn nhau giữa bẫy đá, liên khẹt và cảnh sát. Chắc chắn anh cũng hiểu rõ là không thể nào thắng được đội đặc nhiệm của chúng tôi. Anh có thể giúp công an thu hồi heroin phạm pháp, đồng thời bắt toàn bộ băng nhóm tội phạm. Tôi cam đoan với anh, tôi sẽ bảo vệ anh thoát khỏi án tử hình. Bây giờ anh có thể đi con đường của anh, tôi sẽ không cản. Và ngày mai anh sẽ phải chạy trốn suốt cả cuộc đời. Anh hãy suy nghĩ đi. Cô Trinh, tôi đứng đây, cô hãy còng tay tôi lại. Tôi không muốn phản bạn. Cô cứ bắt tôi đi, nhưng mà cô đừng cho gia đình tôi biết. Cô hãy còng tay tôi lại đi. Anh Sơn, vậy là anh chấp nhận phản bội lại tình cảm của những người yêu thương anh, phản bội lòng tin của gia đình anh sao? Anh cứ chạy trốn và thao thức như vậy hoài hả? Anh có hạnh phúc không? Anh phải dũng cảm đối diện với sự thật chứ. Được, tôi đồng ý làm phi vụ này. Phải vậy chứ. Cuối cùng thì mày đã lựa chọn đúng con đường mà mày phải đi. Mà nói đúng hơn, mày chỉ có một con đường này thôi. Tốt lắm. Tôi cần 2 tỷ. Hai tỷ? Và tôi cũng không còn ở quán trong giang hồ nữa. Sau này có bất cứ chuyện gì cũng không được tìm tôi. Được, những yêu cầu mà mày vừa nói với tao sẽ không thiếu bất cứ một thứ gì. Nếu thành công mỹ mãn, tao không ngại thưởng thêm cho mày 500 chai. Như những lần trước,
Tôi cần ứng một phải để lo cho chuyện này. Chuyện nhỏ. Lỡ. Dạ. Chút nữa đưa cho nó 100 chai. Không. Là 200. Cái gì? Ok. Chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà mày nên nhớ, chuyện lớn là mày phải lọt vô nhà thằng Liên Khèn. Nó cũng giống như con chuột nhắt ở trong lòng, chả có gì phải sợ. Sau đêm nay thôi. Tao sẽ trở thành thằng giàu nhất, là thằng có máu mặt nhất. Lỡ. Chuyển tiền cho nó đi. Anh hai, ngồi xuống đây đi. Sao buồn vậy? Vô đây phải vui chứ. Cười nè. Gì? Anh hai à, nếu như em có mệnh hệ nào thì em sẽ luôn thương anh hai nhất nhà. Anh hai đã gánh hết tai ương cho nhà mình, giờ thì chính em lại gây thêm tội lỗi. Nhưng em sẽ không để bất kỳ ai gánh thêm nữa hết. Em sẽ chịu trách nhiệm đối với những gì mình gây ra. Có những con đường mình đi lạc lối, muốn quay lại phải trả bằng chính mạng sống của mình. Em không tiếc gì mạng sống của em. Em chỉ cần cả nhà mình được bình yên. Sau này anh hai giữ gìn sức khỏe nha. Sao buồn vậy? Vui đi, vui đi. Sơn. Sức khỏe của bác rất là tốt. Dạ. Dạ chào bác sĩ. Tình hình của má tôi sao rồi bác sĩ? Theo kết quả xét nghiệm mới nhất á, và hình chụp cho thấy thì cuộc sống của bác đang phục hồi rất là nhanh. Nhờ thời gian qua, gia đình lo cho bác thuốc men đầy đủ và chế độ chăm sóc tốt, cho nên sức khỏe của bác đã khá hơn nhiều. Kết quả bình phục tốt hơn dự kiến. Bệnh nhân sẽ xuất viện trong ngày mai. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tận tình giúp má tôi trong thời gian qua. Xin phép bác sĩ cho tôi đóng tiền viện phí để cho má tôi xuất viện liền. Được rồi, để chúng tôi kê toa thuốc và những lời dặn dò đối với bệnh nhân. Nhưng chế độ tập luyện thì nên đến cơ sở vật lý trị liệu. Chúc mừng gia đình. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ. Nè, con có bận á, làm gì làm đi. Chừng nào rảnh á thì hãy vô đây thăm má. Dạ, hôm nay con đến gặp má. Tối nay em đi vắng, chị coi nhà giúp em nha. Thơm đang có em bé, chị đừng cho Thơm khiến đồ nặng nha chị. Thơm thích ăn cái gì, các cháu thích ăn cái gì á, thì chị cứ mua thoải mái nha. Chị nhớ đừng có tiết kiệm nha. Chị biết rồi. Ba. Má giữ gìn sức khỏe nha má. Chị ba, giúp em chăm sóc má nha chị ba. Con đi nha má. Ba lành. Dạ. Sao hôm nay mà thấy thái độ của thằng Sơn lạ quá vậy con?
có chuyện gì không con? Con cũng không biết nữa. Con cũng thấy giống vậy đó má. Thôi chắc không sao đâu má. Má nghỉ ngơi đi. Tối nay em ở nhà một mình nhé. Anh đi công chuyện, ngày mai anh mới về. Anh đi đâu vậy? Anh đi thăm một người bạn ở xa bị bệnh. Lúc trước á, anh ở tù chung với ảnh. Mà tội nghiệp lắm, anh đang bị bệnh rất nặng, chắc không qua khỏi. Mà sao anh phải đi đêm vậy? Vì đi xa ban đêm mới có xe giường nằm, anh sẽ thoải mái hơn. Vậy chút nữa em sẽ soạn đồ cá nhân cho anh nha. Hôm nay anh sao vậy? Ăn cơm anh cũng không tập trung nữa. Anh à, có chuyện gì anh nói với em đi. Mình sẽ có cách giải quyết mà. Anh cứ im lặng như vậy, em lo lắm á. Em ăn đi. Con à, con hãy tha lỗi cho ba. Ba là người cha không tốt. Nhìn con như vậy, ba đau lòng lắm. Nếu như ba cho con một gia đình, một mái ấm hạnh phúc, thì con sẽ không đi vào con đường giang hồ. Có quá nhiều ân oán hận thù. Con à, con tỉnh lại đi. Con à, Tài, con tỉnh lại đi. Con đừng nằm bất động như vậy nữa. Ba đau lòng lắm. Tỉnh dậy đi con. Tài ơi, tỉnh dậy đi con. Bác sĩ, tình hình con tôi ra sao rồi? Hội đồng y khoa của bệnh viện mới vừa hội chẩn về tình trạng sức khỏe của con ông. Tôi cũng không giấu gì ông, tình trạng con của ông bị chấn thương não rất nặng và đứt rất nhiều mạch máu, có thể cứu được mạng sống nhưng không phục hồi được não bộ của cậu ấy. Vậy là hết cách rồi hả bác sĩ? Bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không có kết quả. Bây giờ tôi phải làm sao hả bác sĩ? Nếu có điều kiện thì ông cứ để cậu ấy ở lại đây cho chúng tôi chăm sóc, còn không thì ông cứ đem về nhà. Các đồng chí đã đến giờ xuất phát. Đó. Tất cả phải cẩn thận, nhớ kỹ phương án tác chiến, chú ý tránh nổ súng nếu thấy không cần thiết, phải bắt sống cho bằng được đối tượng. Tôi sẽ phối hợp cùng với ban chuyên án chỉ đạo cho các đồng chí để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chúng ta phải quyết tâm, phải phá cho được chuyên án này. Đó. Đó. Anh đi nha. Em giữ gìn sức khỏe nha. Anh đi rồi anh lại về. Em biết rồi mà. Chị ba, em đi nha. Ừ. Chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị nhớ chăm sóc vợ em giùm nha. Em cứ yên tâm đi, chị biết rồi. Dạ. Anh đi. Anh đi nha. Anh đi cẩn thận nha. Em đi đi. Thôi anh đi đi. Anh đi đường cẩn thận nha.
Thơm à? Dạ. Chị thấy thằng Sơn hôm nay nó lạ lắm. Em cũng thấy vậy. Em có linh cảm có chuyện gì đó không hay đó chị. Anh Sơn hình như đang giấu chuyện gì đó. Ảnh đưa cho em một số tiền lớn lắm, tới gần 200 triệu lận. Ảnh nói là cất giùm một người bạn, mấy bữa nữa sẽ lấy lại. Trời đất. Chị ơi, em lo quá à. Có chuyện gì không chị? Ờ. Chị ơi, ảnh nói là ảnh đi thăm một người bạn gì đó, có đúng không chị? Có chuyện gì xảy ra không chị? Thôi, không sao đâu em. Thôi, mình vô nhà nha.